Đó. Gà toàn ăn bưởi thôi. Gà nhà cháu thì mùa mít thì nó ăn mít. Mà mùa bưởi thì nó ăn bưởi. Ngày ăn hai quả nhá. Đấy. Ăn tôm, rửa sạch tôm luôn. Rửa sạch tôm luôn. Món ngon của chúng. Con gà này thì không biết là giá bao tiền một cân thịt. Thịt nó ăn thì rất là ngon. Thịt quá ngon luôn. Gà nuôi chủ yếu là ăn cỏ ở vườn nhá. Ăn cỏ ở vườn đấy. Mùa lúc mà không có bưởi, không có mít thì nó ăn cỏ. Thế còn bây giờ thì mùa này mùa bưởi thì gia đình là cho nó ăn bưởi. Đấy, nó ăn tôm đấy. Đấy, tôm bưởi đấy, nó nhặt. Nhặt sạch luôn. Bình thường thì nếu mà có công thì ngồi mình ăn thì nó quẩn dưới chân thì bóc cho nó ăn. Thế còn nếu mà không bóc được thì mình cứ bổ cả quả kia để nó tự rỉa. Đó. Một không khí một chiều mùa thu, nắng vàng rực rỡ. Và chú gà chú ấy ăn bưởi. Quá hay luôn. Đấy, con chó nó quay lại, nó là chạy. Đấy, gà nhà cháu toàn ăn bưởi thôi nhá. Đây, bưởi rất là ngon này. Đấy, nuôi gà bằng bưởi luôn nhá. Bóc gà cho gà ăn bưởi. Gà này, đây đây, các bác nhìn đây này. Nhìn nó ăn đây này nhá, con này không đứng đứng đứng, con này. Đây cho. Đấy, các bác nhìn đấy. Nó đánh chén nó say luôn. Ăn chắc ăn cám này, ăn cám no rồi đây. Này, núi bưởi này rất là ngon nhá. Núi bưởi này ngon không? Vàng óng à. Đấy, cho chúng một chén. Nó rỉa hết luôn đấy. Sáng nay nó ăn nhiều rồi, chắc là ăn nhiều cám rồi no. Ăn thêm gọi là tẩm bổ thêm thêm quả bưởi nữa cho nó mát ruột. Rồi. Em gà tre này em ăn bưởi nhá mọi người nhá. Đấy. Thấy không? Gà tre đẹp không? Con này chỉ khoảng dăm lạng thôi nhá. Dăm lạng. Con này phải được 6 7 lạng. Đấy, nó được múi bưởi cái nó chạy luôn. Con này là. Đấy. Đấy, các bạn con thấy nó ăn bưởi chưa? Đấy. Ăn bưởi là cứ phải bóc ra. Con người mời gà ăn. Đấy. Không phải là, bóc ra xong bỏ hạt xong rồi. Đấy, đấy, đánh chén chưa? Đấy. Ăn thôi. Đấy. Đấy. Thấy không? Rỉa từng tí một. Mọi người thấy nó ăn chưa? Đấy, đấy. Trời mưa trời gió không biết làm gì thì ở nhà chỉ có bóc bưởi cho gà ăn thôi. Các bác biết tại sao nhà em cho gà ăn bưởi không? Bởi vì bưởi nhiều thế kia kìa. Nhưng mà bưởi giá rẻ lắm các bác ạ. Thôi thay bằng đi mua cám, mua ngô cho gà ăn thì mình cho gà nó ăn bưởi. Đấy. Tao thành ông tu chuyên gà bưởi. Đấy. Các bác cứ đoán xem là gà này gà thịt thì bao nhiêu tiền một cân?
Ngày mỗi con nó phải sơi hết một quả bưởi các bạn. Con gà tre mày không ăn mày quánh nó. Nghe vẻ là nó no rồi đấy. Ô, cái gà tre nó đánh cả cái gà trống ta nhá, cả nhà nhá. Nó đánh nó đuổi cả mọi người, cả trống ta. Kinh thật.